xuyên là 4 giờ. Rồi ông xuyên chạy vô đi câu nữa, tiếng nữa. Cả tiếng, 5 giờ tới. 5 giờ tới Tri Tùng. Bây giờ là 4 giờ 10 tại Long Xuyên. Về tới đây coi như là về tới nhà đó. Còn 11, 12 cây nữa là tới nhà. Ở đây là quán cà phê xã Bà Lãnh, một cầu số 10. Chạy rồi, sáng rồi, chạy mấy giờ đó? 8 giờ. Bây giờ là chắc 5 giờ. Không mua nữa. Cà phê đá Sài Gòn đó là ít nhất là một ly mới lớn. Cao rồi. Còn cà phê đá miền Trung á, có khúc này à, có tí xíu nha, nó cỡ bằng 1/3 cái ly này, uống không qua phơi, uống hổ đã.
cái ngày 14 14 ta nhằm Chủ nhật đi sáng sớm đi xuống lấy cơm, lấy 50 hộp cơm để đi phát trong xóm nghèo. Thì mấy hôm trước thì đi Tây Nguyên với ông bạn ở Pháp về, đi đâu cũng cỡ 10 ngày, 21 tới mùng 2 gì mới về, tới 2 Tây gì mới về, mà phim mà làm cũng chưa hết nữa. Bây giờ bữa nay đi lấy cơm đi phát tiếp, gác mấy cái phim kia lại. Phim làm mới tới đèo An Khê. Mình xuống lấy cơm, mà cơm mấy chị em làm chưa đủ. Cơm thiện duyên. Chủ nhật dưới này hình như có đoàn anh em đi làm từ thiện, người ta đi núi để kiếm thuốc, cho nên sáng lên ở quán thiện duyên hơi bị bệnh, bây giờ xuống lấy cơm nhưng mà có chưa đủ, mình đi vòng quay thị trấn. Đi Tây Nguyên hết 10 ngày. Thì đi là đi với anh bạn. Kiểu như mình đi làm hướng dẫn viên vậy mà. Nhưng chi phí thì anh bạn anh ra. Bình thường theo tôi đi kinh nghiệm á, là cứ đi ra đi vậy là một ngày, vậy là mất cỡ khoảng 500 ngàn tiền tiền ngủ, là tiền nhà nghỉ khách sạn là tốn nhiều nhất. Thì tính sơ ra thì khoảng nó tròn á, mà phòng hờ á, là nhà nghỉ á, khoảng 300, 50 tiền xăng, còn lại là 150, 150 là ăn 3 buổi sáng trưa chiều. Đi thì mình đi mình cũng lựa khách sạn nào rẻ rẻ, 150 hoặc là 170 nha, nhưng có nhiều nơi là không kiếm được cái nhà nghỉ giá 150, có khi nó lên tới 200, 250, mà cao nhất là mình ở giá 300 thôi. Thì cái giá 300 là cái giá tối đa đó. Nhưng mà có thể 150 hoặc 170 có thể kiếm được. Có thể kiếm được cái giá đó. Nếu dư cái giá đó ra thì mình dư tiền lại. Thì tính bình quân là coi như là 500 một ngày. Đi 10 ngày hết 5 triệu. Hai đứa thì hết 10 triệu. Oh, I don't know.
được Chúa cho nó. Con gà vô tao đám tao lỗ ba đó tao lỗ ba chiếc xe bò nãy là anh chở khoai khoai từ đi trồng